À, xin chào các bạn. À, mình là Oanh. À, hiện tại thì mình đang là sinh viên. Và mục đích mình làm cái video này là mình muốn giới thiệu tới các bạn um, bảng uh, IPA của Mỹ gồm 42 phiên âm. Thì uh, trong thời gian tới thì mỗi ngày mình sẽ up uh, một video để uh, giới thiệu các bạn uh, cách phát âm lần lượt của 42 phiên âm này. Thì lần này hôm nay thì mình uh, sẽ hướng dẫn các bạn cách để phát âm um, âm đầu tiên đó là âm y dài thì đây mình cũng đã có chuẩn bị sẵn viết ra đây uh, phía âm của âm y cũng như là một số những cái ví dụ để chúng ta có thể uh, hiểu rõ hơn thì uh, mình nói qua một chút về lý thuyết uh, cách phát âm của cái âm này như sau thì uh, chúng ta sẽ đưa lưỡi hướng lên phía trên và ra phía trước uh, khoảng cách giữa môi trên và môi dưới thì hẹp và mở rộng miệng sang hai bên. À, khi phát âm thì khi phát âm cái âm này thì miệng sẽ hơi phải bè ra một chút à, giống như là mỉm cười vậy. thì mình sẽ đọc mẫu cho các bạn nhé. Y Y đây là một số cái ví dụ thì mình sẽ à, đọc mẫu luôn cho các bạn ví như âm đầu là c heat, heat, Peat these, deep. đó, mình đã hướng dẫn các bạn xong cách phát âm của âm mi từ lý thuyết cho tới thực hành. thì mỗi ngày chúng ta sẽ luyện một âm và dần dần thì chúng ta sẽ khi mà biết rồi thì chúng ta sẽ luyện tập thường xuyên hơn để thành thạo hơn nhé cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại